Kênh Quang Lăng thân kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 10, thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 11 tháng 3 năm 2022. Thì mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều ra rẻ ổn định, trồng trên những cái chậu chỉnh cho các chú anh chị luôn nha. Giờ chỉ cần mình treo lên 100, không thêm cái bước xử lý nào nữa hết, trồng hoàn toàn vỏ thông rồi hết, xử lý sạch sẽ luôn. Đó. Thì cái giá mình bán là mình bao cước vận chuyển toàn quốc luôn, ship hàng toàn quốc cho các chú anh chị nha. Đó, mình thích ưng hình nào chốt hình đó liên hệ với mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề, hoặc kết nối Zalo 0766 87 646, mình đặt hàng nó dễ hơn. Đó, thì giờ sau đây mình cũng xin đi vô chi tiết bán hàng. Thì trước khi đi vô bán hàng mình cũng xin nói luôn, thì mỗi một cái loại hoa thì nó có một cái nét đẹp riêng. Đó, mỗi một cái người chơi thì có một cái sở thích riêng. Đó, mỗi người thích hoa này hoa kia. Đó, thì mình bán lan giả hổ, mình nói lan giả hổ. Đó, mình thấy cái mặt hoa nó đẹp thì mình nói mặt hoa nó đẹp. Đó, mỗi người sẽ thích riêng nha. Còn bạn Nguyễn Mai gì đó, bạn không thích thì thôi, bạn vô tự nhiên, bạn ở đâu bạn vô nhà người ta bạn mắng người ta gì không có tâm gì sao không có tâm nè. Lan giả hổ mình thấy nó đẹp, nó đẹp, mình thấy nó thơm thì mình thấy nó thơm. Nó phải chi mình bán cái lan dingo mình nói lan giả hổ thì nó mình không có tâm, bán lừa đảo. Đó, mình bán cây lan nào mình nói chuẩn cái lan đó đàng hoàng. Bạn không thích thì bạn đi ra chỗ khác. Ở đâu vô nhà người ta mắng người ta tùm lum chân vậy. Tôi bán cái gì mà gọi là không có tâm. Tôi bán cái lan giả hổ, tôi nói cái lan giả hổ, tôi thấy mặt hoa nó đẹp thì tôi nói mặt hoa nó đẹp. Đó. Tôi thấy nó thơm thì tôi nói nó thơm. Bạn không thích thôi, mỗi người có sở thích riêng. Mình nói cho bạn biết vậy thôi. Nói chứ mỗi một loại hoa thì nó có một cái nét đẹp riêng, không có hoa nào giống hoa nào, cũng không phải ai mà cũng có cùng cái sở thích chung với bạn nha. Rồi sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình luôn các chú anh chị mình đây. Rồi vô hình số 1 nè, lan bạch ngọc nè, 150k bao ship, mầm gốc đang lên hai bên luôn. Hình số 2 kè kiếm xích ngọc cũng 150k bao ship, mầm gốc lên lớn rồi nè. Hình số 3 kim thái hoa số nha, 130k bao ship. Hình số 4 kiếm bì khô lơ, 130k bao ship, mầm gốc lớn luôn rồi nè. Hình số 5 kiếm tiền vũ 150k bao ship. Ai chốt 3 hình này combo 330k bao ship. Đó, còn từng hình thì bao ship thì 130, mấy chậu này nặng lắm, tại mình trồng có giá thể bằng vỏ thông nhỏ đồ mùn dừa đồ trộn lại cho nên nó nặng lắm. Rồi hình số 6 là trúc ngọc, trúc đen. Như cái giờ trúc đen luôn. Đó, rễ thì bao rễ mầm gốc đang lên tua tủa. Mầm gốc đang lên tua tủa nè. Đây nè. 180k bao ship trên số 6. Trúc đen. Rồi hình số 7 là một con trâu chuẩn người Buôn Đôn, trâu Buôn Đôn thì thơm khỏi phải bàn, không có trâu nào thơm qua nó. Dán thằng dừa 130k bao ship, bán tương tác chơi. Hình số 7, hình số 8. Số 8 là tiểu hồ điệp gừng. Thì hàng gừng thì không tránh khỏi lỗi lá rồi các chú. Đó, nhưng nhất là những cái dòng tiểu hồ điệp này thì cái lá nó giòn lắm, nó không tránh khỏi lỗi lá gì đâu. Đó, nhất là trong người ta khai thác cái trong gừng người ta bỏ trong bao người ta đem về. Đó thì về mình thuần thì cái này là rễ là nó cứng ngắt chậu luôn rồi. Đó, rễ cứng chậu luôn rồi. 130k bao ship. Hình số 8, tiểu hồ điệp gừng. Hình số 9. Quạch đỏ. Mầm gốc đang lên. 130k bao ship, hình số 9. Rồi quên số 10, bảy rồng Bắc Cạn đang hoa. Mấy cái thằng trắng trắng này nó còn hoa nữa nha. Mấy thằng trắng trắng này còn hoa đó, đây ngồng hoa đang lên nè. Thì mấy cái chơi những ngồng này xong là những ngồng kế tiếp nó sẽ lên. Nó lên chừng nào hết thằng tơ thôi, dòng này nó dễ lắm, dễ trồng, dễ chăm, quăng đâu cũng sống vậy. Thì mình về mình chỉ cần mình tưới nước thôi, không cần phải phun phân thuốc đâu. Lâu thiệt lâu phải phun sương sương cho nó là không có chịu phân thuốc. Hình số 10 bảy rồng Bắc Cạn 130k bao ship. Hình số 11 quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế lan hương, này tới tháng 8 tới là ngắm hoa luôn. 250k bao ship. Hình số 11. Hình số 12 một con trâu chuẩn gừng Buôn Đôn.
130k bao ship. Hình số 13. Hỏa hoàng cam. Này quế tháng 4 dính vô đây. Hỏa hoàng cam. Rễ này cứ ngắt hết trơn à. Hình số 13, 130k bao ship. Hình số 14, quẩy rồng. 130k bao ship. Hình số 15, hỏa hoàng cam. Cũng 130k bao ship. Rồi hình số 16 là cẩm cù. Cẩm cù hoa màu đỏ nha, cẩm cù này cẩm cù lá xoài, hoa màu đỏ. Mình đóng hàng này đóng luôn cái giá thể này nó không gớt ra ngoài cho các chú anh chị em luôn. Đóng cố định bằng dây rút cắt cho trắng trắng. Về các chú anh chị em nhớ cắt dây rút cố định trước khi lấy cây ra. Đó. Hình số 16, cẩm cù, hoa đỏ. Trăm 130k bao ship. Cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ. Hình số 17 là giả hổ, hổ bì đó. Hổ bì hay gọi giả hổ đó, 130k bao ship, hình số 17. Hình số 18 là đùi gà vẹt. Mầm gốc lên nè, lớn luôn rồi. Đùi gà vẹt. 130k bao ship, bán rẻ luôn. Hình số 18, hình số 19 là đùi gà tròn. 150k bao ship. Này thân tơ không nè. Mầm gốc lên nè. Tua tủa luôn. Cái trắng trắng là phun chống thối nó không bị gì luôn nha các cô chú. Đó, những trắng trắng này phun chống thối nè. Đó, còn những cái đen đen này là những cái phân hữu cơ. Đó, thì cuối tuần mình hay phun phân cho cây. Cho nên nó dính đen đen vậy chứ nó không có bị vấn đề gì hết. Đó. Hình số 18. Đùi gà tròn 150k bao ship. Hình số 19 là kiều mỡ gà thân tròn. 130k bao ship. Hình số 20 hải yến. Đó, hàng gừng thì không tránh khỏi lỗi lá đâu, trong quá trình ta vận chuyển thì cũng phải dập một vài lá gì nè. Đó, không có tránh khỏi. Mà cái này mình trồng lâu rồi cho nên nó rễ nó mới tù tuổi vậy nè. Chứ mới là nó không rễ đâu. Cái thằng này về thuần nó xếp lá luôn nè. Nếu mà không khéo là xuống hết lá luôn. Xuống hết lá từ từ nó chết luôn. Đó. Chứ không phải là dễ thuần đâu. Khi mình thuần nó ra rễ được gì là ok. Lá nó căng ra. Đó. Hình số 21 hải yến 130k bao ship. Hình số 22 hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng muôn đôn. 150k bao ship. Cái này còn mấy chậu bán rẻ luôn á. Dòng này mắc tiền á chứ không phải rẻ đâu. Dòng cho của buôn đôn. Hình số 23 là kiếm bicolor hay gọi là kiếm hai màu. 130k bao ship. Hình số 23. Hình 24. 24 là thiên nga xanh. 130k bao ship. Hình số 25 là thiên nga đen. 130k bao ship. Hình số 26 là thiên nga nâu. 130k bao ship. Hình số 27 là thiên nga vàng. 130k bao ship. Cái dòng này mình trồng hoàn chỉnh hết, bằng bỏ thông rồi hết. Có chú anh chị về mình treo lên mình tưới nước thôi, không làm gì nữa trơn. Cái thằng này nó dễ một cái là mình ít có bón phân, mình có phân hữu cơ đó, phân trùng quế hay là phân dê vậy, mình bỏ ít vô cho nó rồi là xong mình tưới nước. Đó, treo cây chỗ nào có nắng chút cho cây nó khỏe. Đó là mình trồng hoàn chỉnh trơn, về khỏi sang chậu khỏi gì trơn. Trồng tới treo hoa luôn. Đó. Hình số 27 thiên nga vàng 130k bao ship. Hình số 28 là hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng mùa đông. 150k bao ship. Hình số 29. 29 là nghệ tâm, hoàng thảo nghệ tâm. Dòng này thì thân nó nhỏ nhưng mà hoa to, hoa của nghệ tâm thì cực kỳ đẹp mà nó có hương thơm. Đó. Hình số 29 130k bao ship. Hình số 30 cẩm cù lá tiểu. Cẩm cù lá tiểu. Hoa của nó thì nó màu trắng nhưng mà cái nhụy nó hơi cam cam. Này dòng này hoa nó thơm cực kỳ thơm. Đó. Dòng này thơm lắm.
hình số 30 130k bao ship. Hình số 31 là trúc đen, cái này về cấp chú anh chị mình làm giống nha, 150k bao ship, mầm gốc đang lên. Hình số 31, hình số 32 là giá hạt hay gọi là phi đẹp, cái này là hồng mắt xước, về cấp chú anh chị mình ngắm hoa luôn. Cái này mình đi quẹt nó gãy hết cái hoa, còn hai hoa này về mình ngắm nữa, cái mắt này nó sẽ sổ tiếp. Đó. Cái này mình cắt nè, nó đi đọt mình cắt cho nó thung lại nó ra hoa chứ nó không bị gì nha. Còn cái thân bên đây thì nó bị gãy, cũng cắt luôn. Đó, này về muốn nhân giống là biết nhiều giống nữa nè. Đó. Mầm gốc đang lên. Hình số 32. Giá hạt hay gọi là phi đẹp đó, hồng mắt xước. Hồng mắt xước 280k bao ship, bán rẻ luôn, nó dễ. Hình số 32. Rồi hình số 33 là còn một cái chậu, một chậu nữ hoàng bóng đêm nè, hay gọi là brush. Cái này thì đó, cái hoa nó là gì nè, mình thấy cái hoa nó đẹp, nó ai ai thích cái màu này thì vô chốt. Còn chậu một cái dòng nữ hoàng bóng đêm này hay gọi là brush này thì nó hoa của nó là đặc biệt là ban ngày nó không thơm nghe các ông chú. Nó tầm có khoảng 18 giờ chiều, nó tầm có khoảng 18 giờ chiều để lên thì hoa nó của nó bắt đầu thơm, nó thơm càng về khuya nó càng thơm. Đó. Cái thân cái này nó thân nó không bự đâu, cái thân nó gì là nó lớn dữ lắm, lớn rồi đó, như vậy là nó lớn lắm đó. Đó, mà cái hoa nó bự gì nè. Cái chậu này là phi 16 đó các chú anh chị mình cân đối nha. Đó, cái hoa nó vậy đó, hoa nó bự một bông rồi. Đó, tức là cái mầm gốc này nè, cái mầm gốc này nó nhảy lên là cái mầm gốc này nó sẽ cho hoa luôn. Rồi nếu hoa xong các chú anh chị mình chơi hoa xong thì cái mầm gốc kế tiếp nhảy lên là hoa luôn tiếp gì đó, thì nó là hoa quanh năm. Này là nó hoa quanh năm thì cái loại này cũng dễ trồng, dễ chăm, thấy đâu nó cũng sống hết. Ở đây mình để cho trong kẹt, trong mát nó cũng sống, mà ở ngoài nắng cũng có đó. Hiện tại giờ mình cũng lên nhiều, nhưng mà lên những cái dòng khác, không phải dòng này. Dòng này thì chỉ còn chậu này thôi, ai chưa có vô chốt. Hình số 33, hình số 33 là 150k bao ship, nữ hoàng bóng đêm. Rồi hôm nay Lan Thơm có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị nào mình ưng hình nào chốt bên đó, liên hệ mình với số điện thoại 0769385164 ghi trên tiêu đề, hoặc kết nối Zalo 0766837606 đặt hàng cho dễ. Các chú anh chị nào mình xem cái video chưa bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ bấm vào nút đăng ký kênh cũng như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.